cuối tháng 3 năm 1977, được chuyển qua phòng tập thể A tại Trần Hưng Đạo, tức nha cảnh sát đô thành cũ, có 5 phòng tập thể: phòng A, phòng D, phòng 1, phòng 2, phòng phụ nữ và một khu xà lim 26 phòng. Từ giả xà lim thấm thoát đã 6 tháng. Người ta nói nhất nghịch tại tù, thiên thu tại ngoại. Tôi lại cảm thấy thời gian đi quá nhanh. Có lẽ tôi kém cảm xúc. Tôi thèm nói chuyện và thèm ăn. Cửa phòng tập thể vừa mở ra, tự nhiên tôi phải lùi lại một bước. Hơi nóng và mùi khói nồng nặc từ bên trong tỏa ra đủ thứ mùi. Mùi thuốc lào, thuốc xê khét lẹt. Mùi mồ hôi người tanh tanh muốn lợn giận. Hành lang hẹp chưa tới một thước bề ngang, nằm giữa hai tường nhà cao. Gió không thông, dù các quạt nhỏ trên tường chạy suốt ngày để hút hơi ra. Cái cửa ra vào bị che kín một nửa bằng tấm tôn. Chiếc đèn neon 1 thước 2 không đủ chiếu sáng cho căn phòng dài gần 10 thước, nên ánh sáng lờ mờ bệnh hoạn. Phòng đông lúc nhúc mà im phăng phắc khi tên cán bộ hiện diện. Ở tù tạm giam vừa sợ cán bộ vừa sợ trưởng phòng. Làm trưởng phòng phải báo cáo rình mò tù nhân khác để lập công. Trưởng phòng ghi tên tôi vào danh sách phòng số 68. Căn phòng nhỏ xíu, bề ngang chưa đến 4 mét, bề dài khoảng 10 mét, nhốt 68 người. Nằm ngủ phải thành 3 lớp. Những người vào phòng trước nằm ở trên bục xi măng. Đến những người nằm trên nền nhà gọi là phi đạo. Kế đến những người vào sau thì nằm ngủ trong hầm để đồ đạc, ngay dưới bục xi măng. Trưởng phòng đọc cho tôi nghe 38 điều nội quy và những khoản gọi là nội lệ, nội quy do Bộ Nội vụ ban hành, gồm những mục khai báo, những điều cấm làm và những điều phải làm. Phải thành thật khai báo tội lỗi của mình và đồng bọn, tin tưởng vào chính sách và sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Cộng sản. Tố cáo những tội lỗi của người khác, phải tham gia các buổi học tập, đọc sách báo, cấm giữ các vật bén nhọn, cấm trường đạo, cấm nói tiếng nước ngoài, nhân dân. Nội lệ là những điều trưởng phòng đặt ra do sáng kiến xây dựng của y. Tù nhân không được tụm lại rù rì nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện, phải nói cho đủ lớn, cho một vài người bên cạnh nghe, để chứng minh là không nói xấu chế độ. Rù rì với nhau, nhóm từ ngữ kỳ cục này do những trưởng phòng, đội trưởng ác ôn dùng để chụp mũ, báo cáo một phòng viên, đội viên. Khi họ không có một chứng cứ gì khác về sự nói xấu hay chống đối. Chế độ tù đầy của Cộng sản trở nên quá ác nghiệt, vì các luật lệ nguyên tắc quá nghiêm khắc. Bọn cán bộ quản lý độc ác, mức độ lao động quá nặng, chỉ tiêu cao, tình trạng đói rác. Từ đó, nảy sinh ra một lớp người tù chức sắc trật tự, thi đua, thống kê, nhà trưởng, đội trưởng, làm tay sai để được miễn lao động, để được ưu đãi khi nhận quà thăm nuôi. Họ dùng sự sống, máu và nước mắt của bạn tù để được hưởng thêm ân huệ. Tù mới vào không được nói chuyện với người khác. Đó là nội lệ của phòng do phòng trưởng Nguyễn Thái Thao đặt ra. Tù mới vào nói chuyện là tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu chế độ. Tù nhân thường tò mò, muốn biết những việc xảy ra ngoài đời. Họ hy vọng những tin tức phấn khởi. Họ muốn nghe những tin tức phục quốc. Thời gian cấm nói chuyện là bao lâu không biết. Tùy quyền trưởng phòng, tùy sự dặn dò của bọn cán bộ với trưởng phòng và một người tù cần theo dõi. Ở tập thể đúng là rắc rối hơn xà lim. Ở tập thể được đọc báo, gọi là học tập báo chí để biết tin tức bên ngoài. Dù là tờ Nhân dân hay Quân đội Nhân dân, chỉ toàn là tuyên truyền, cũng có thể rút ra những điều cần biết. Thời gian đó, sau đại hội kỳ 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam, những khẩu hiệu chiến lược được nhấn mạnh là chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc,
và hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc và đẩy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Nam. Cộng sản Việt Nam đã vội vã xây dựng xã hội chủ nghĩa cả nước, không còn chần chờ như ý định lúc đầu mới chiếm được miền Nam. Đầu năm 1976, Phạm Văn Đồng còn tuyên bố miền Nam làm cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Tình thế gây go trong mâu thuẫn với Trung Hoa buộc Việt Cộng phải đưa ra khẩu hiệu chiến đấu. Như vậy, chiến tranh với Trung Quốc không tránh khỏi. Báo Nhân dân cũng nói về mâu thuẫn không hàn gắn được giữa Bắc Kinh và Mặt Trận Hoa. Lý Tiên Niệm tuyên bố mâu thuẫn Trung Quốc và Liên Xô phải 800 năm mới giải quyết được, tức là không giải quyết được. Đặng Tiểu Bình đã được Hoa Quốc Phong mời trở lại chính quyền và được đặc quyền xử tứ nhân bang, là những người đã loại Đặng Tiểu Bình ra khỏi các chức vụ vào năm 1976 sau vụ lộn xộn đẫm máu ở Bắc Kinh nhân lễ truy điệu 49 ngày Chu Ân La chết. Những tin tức đó cho tôi hy vọng là tình hình Đông Dương và Việt Nam chưa phải là kết thúc, còn nhiều biến chuyển. Hy vọng đối với người tù cũng cần như cơm nước. Người tù tuyệt vọng rất là suy sụp và dễ chết. Tôi gặp Huệ Nhật trong phòng này. Huệ Nhật, người đã ở xà lim số 13 được 4 tháng 23 ngày. Người đã ghi lại bài thơ vừa đầy hào khí và phóng khoáng. Tôi đoán không sai là một nhà sư. Huệ Nhật là một đại đức thụ phong năm 23 tuổi, tốt nghiệp Phật học viện và cử nhân khoa học xã hội Đại học Vạn Hạnh. Đại đức bất mãn khi khám phá ra thầy mình, một thượng tọa, dùng tiền phước sương cho dây và gửi về nhà cho thân nhân, nên đã bỏ tu về đời, làm cho hội Terre des Hommes. Huệ Nhật bỏ tu nhưng đạo hạnh vẫn thể hiện qua lối sống hàng ngày. Anh dùng các thời giờ chăm sóc cho những người tù bệnh hoạn dễ lỡ. Bệnh kiết lỵ là bệnh rất thông thường trong tù, dễ lây và nguy hiểm nên ai cũng sợ. Người bệnh kiết lỵ nằm cô lập trong cuối phòng. Thuốc men của nhà tù không có nên chỉ có cách khắc phục. Nếu không khắc phục được thì đến lúc thật trầm trọng mới được đưa ra bệnh viện và nhiều người đã chết. Tôi khâm phục Huệ Nhật vì thấy anh kiên nhẫn bồng bế những người kiết lỵ đi cầu mỗi ngày hàng mấy chục lần, lao rửa cho họ mà không sợ dơ bẩn hay lây bệnh. Cuộc đời Huệ Nhật cũng có điều đáng ghi. Gia đình nghèo ở Quảng Trị, Huệ Nhật được mẹ gửi vào chùa lúc 9 tuổi khi cha Huệ Nhật, một du kích bị Pháp bắt tra tấn đến chết. Huệ Nhật kể rằng, suốt đời không quên hình ảnh người cha bị cột căng chân tay phơi nắng trong sân đồn Tây đến chết. Anh của Huệ Nhật đã đi kháng chiến và tập kết ra Bắc. Sau 30 tháng 4 năm 75 trở về nhà với quân hàm đại quý. Huệ Nhật căm thù Pháp và sức ép chính quyền Cộng hòa. Anh đã tham gia các phong trào Phật giáo tranh đấu và có lần anh đã tình nguyện tự thiêu ở Nha Trang. Cuộc tự thiêu bất thành vì quẹt không cháy sau khi đã đổ can xăng 4 lít vào mình. Sau này Huệ Nhật biết là một vị sư không muốn Huệ Nhật chết, lén đổi hộp quẹt đã nhúng nước lạnh. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, anh rất hồ hởi phấn khởi, xem sự thành công của cách mạng như là thành công của gia đình và bản thân anh. Tham gia tích cực vào hội Phật giáo yêu nước, hoạt động suốt ngày không biết mệt mỏi. Nhưng cũng chính từ những hoạt động trong hội Phật giáo yêu nước, Huệ Nhật đã khám phá ra nhiều sự thật. Trước hết, Huệ Nhật thấy được hàng ngũ tăng sĩ và cư sĩ của Phật giáo có hai thành phần rõ rệt. Một thành phần đa số là những người đấu tranh cho lý tưởng Phật giáo và dân tộc, và một số là đảng viên cộng sản xâm nhập. Nhớ lại quá trình đấu tranh của Phật giáo từ những năm 1963, 1964, 1966, Huệ Nhật thấy rõ những cán bộ cộng sản trong Phật giáo luôn luôn tích cực xúi dục, mà họ không trực tiếp hành động và không trực diện đấu tranh. Lấy kinh nghiệm lần tình nguyện tự thiêu ở Nha Trang, Huệ Nhật nhớ lại chính những cán bộ cộng sản đó trong lúc áo tu sĩ hoặc là cư sĩ là những người tích cực thúc đẩy Huệ Nhật tự thiêu. Họ động viên, khích lệ, kể cả cô lập để Huệ Nhật không thể thay đổi ý kiến được. Là người nhạy cảm, Huệ Nhật đã thấy rõ cộng sản chỉ đứng giật dây, thúc đẩy quần chúng và những người có nhiệt tâm trực diện với cái chết để họ lợi dụng thành quả. Điều khám phá quan trọng khác của Huệ Nhật là những hành động bê bối của những vị sư mà Huệ Nhật gọi là sư quốc doanh trong giáo hội Phật giáo yêu nước,
họ mặc áo thầy tu mà không từ bất cứ hành động phạm giới nào, kể cả sắc giới. Quê nhà tôi bỏ về nhà ở tại quận Nhà Bè. Ở đây anh lại thấy rõ hơn bộ mặt của cán bộ cộng sản tại địa phương. Không xa Sài Gòn bao nhiêu mà biết bao nhiêu oan khuất của người dân xã Phú Xuân, quận Nhà Bè phải chịu về nạn cường hào ác bá. Huệ Nhật chứng kiến cảnh cán bộ Việt Cộng cưỡng chiếm nhà của người dân, những người không thuận giao nhà bị ném trường đơn phản động rồi bắt nhốt. Nhiều người nghĩ mình không có quan hệ với chính quyền cũ nên ăn nói không giữ miệng, nhằm chỉ trích những bất công thì bị thủ tiêu. Gia đình tìm được xác liệng ngoài đồng ruộng mới biết thân nhân bị chết. Nhiều phụ nữ bị bắt vào trung tâm phục vụ nhân phẩm rồi đưa đi trại cải tạo chỉ vì không thuận theo lời tống tình của cán bộ xã ấp của Việt Cộng. Yêu cách mạng, mong đợi cách mạng đem lại công bình cho xã hội, hạnh phúc cho người dân. Nhưng khi cách mạng thành công, tham dự vào hàng ngũ của những người cách mạng, Huệ Nhật đã tìm ra sự thật. Anh đã gia nhập vào một tổ chức phục quốc để mong làm một cuộc chiến đấu mới, chưa kịp hoạt động đã bị bắt. Tôi cũng gặp Nghĩa, người cán bộ cộng sản sớm thoái hóa, bị bắt cả hai vợ chồng vì tội lợi dụng chức vụ để chở hàng ra Bắc bán lấy lời riêng. Nghĩa làm trưởng phòng nội thương Sở Kinh tế thành phố. Nghĩa quê ở Rạch Giá. Sau khi thi đậu Prove ở Cần Thơ, Nghĩa vào khu kháng chiến và đi tập kết năm 18 tuổi sang miền Bắc. Đầu tiên đi học khóa cải cách tiền địa. Nghĩa nói, ấn tượng sâu sắc trong trí óc Nghĩa là một sự kinh hãi khi anh tham gia phong trào cải cách ruộng đất. Anh không tưởng tượng được việc nhà nước và đã giao toàn quyền sinh sát người dân vào tay toán cán bộ cấp thấp, chỉ được huấn luyện hận thù và kỹ thuật trấn áp và thúc đẩy quần chúng đấu tranh và nhằm mục tiêu báo cáo thành tích. Chỉ cần đạt được thành tích nên toán cải cách phải tìm cho ra địa chủ để đấu tố. Kết quả là có nhiều xã nghèo không có địa chủ để đấu tố. Những trung nông có vài mẫu ta ruộng, chưa được một hecta cũng bị nâng lên hàng địa chủ để đưa ra tòa án nhân dân, và họ bị bắn chết ngay sau khi bị nhân dân kết án. Khi nạn nhân đã được đưa ra tòa, thì nhân dân, kể cả thân nhân của họ, phải tìm cho ra tội ác của họ để tố cáo. Tội lỗi đều là tưởng tượng. Sau chiến dịch cải cách, Nghĩa được đi học ở Ba Lan. Anh đã thấy được tinh thần đấu tranh của nhân dân Ba Lan và nhân dân các nước Đông Âu nhắm vào đảng Cộng sản, cũng như vào sự chiếm đóng của Liên Xô. Nghĩa đã đi theo kháng chiến vì lý tưởng giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ. Anh không có một ý thức nào về đấu tranh giai cấp. Theo anh, nếu nói đấu tranh giai cấp, thì chính gia đình anh ở Rạch Giá cũng có thể bị liệt vào hàng địa chủ. Theo lý thuyết đảng Cộng sản về chế độ Cộng sản là của người công nhân vô sản, không làm chủ được tư liệu sản xuất, họ phải bám vào nhà máy cũng như bám vào chính quyền vô sản để có lương hàng ngày. Nên nông dân khó trở thành cộng sản vì nông dân dễ có tư hữu, do đó phải xây dựng chủ nghĩa cộng sản dựa vào nông dân vì không có công nhân. Nên Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Cộng phải làm cho nông dân thật nghèo đói, tất cả trở thành bần cố nông, để họ phải bám vào nông trường quốc doanh, bám vào nhà nước và trung thành với đảng để được sống. Từ đó, nông dân miền Bắc và miền Trung sau được cải cách có thể bám víu và trung thành với đảng. Nông dân miền Nam hầu hết đều có ruộng đất, đa số từ trung nông trở lên, nên cộng sản khó có thể thi hành một cuộc cải cách ruộng đất như miền Bắc, khó có thể khích động nông dân hận thù địa chủ. Nghĩa nói, ngày đầu tiên đi học lớp cán bộ cải cách ruộng đất, người giảng viên đứng tố vợ chồng tên gian ác, phạm đủ các tội như hiếp dâm vợ con tá điền, cho vay nặng lãi, bỏ bả rượu vào ruộng người dân, rồi báo cho Tây Đoan bắt bỏ tù người đó để hắn ta mua rẻ ruộng đất kia biệt. Sau khi tố mọi tội lỗi của vợ chồng địa chủ, người giảng viên mới nói vợ chồng tên địa chủ đó là cha mẹ của ông ta. Họ còn có tội là nuông chiều ông, dạy cho ông nếp sống quan liêu phong kiến, xa rời quần chúng,
cho đến khi ông may mắn được Bác Hồ và Đảng giác ngộ dạy dỗ. Người giảng viên tố cha mẹ đó là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Nghĩa nói là lúc anh nghe giảng bài, anh lạnh cả gáy. Anh nghĩ là một người không có hiếu với cha mẹ của mình thì làm sao hiếu với dân như lời Đảng dạy. Nghĩa nghĩ nhưng không bao giờ dám phát biểu ý nghĩ của mình. Sau này anh hiểu thêm là chiến dịch cải cách ruộng đất buộc tất cả những cán bộ trong quân đội cũng như trong chánh quyền thuộc gia đình trung nông tiểu tư sản trở lên phải kiểm điểm bản thân và gia đình. Càng nhận nhiều tội, càng tố cáo nhiều tội lỗi của cha mẹ, càng được công nhận là giác ngộ cách mạng và có đảng tính cao. Bác Hồ và Đảng chủ trương đẩy mạnh chính sách đó nhằm mục đích tách đảng viên khỏi gia đình, cắt đứt sợi dây liên lạc máu huyết để đảng viên không còn cái gì bám víu ngoài đảng, buộc họ phải trung thành với đảng.